Mặt tại đây, tại trung tâm nhà văn hóa thôn Sa Mạc, xã Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội để cùng nhau tham dự vào lễ kỷ niệm sinh nhật 2 năm tuổi của câu lạc bộ giao lưu văn nghệ Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh, Hà Nội. Lời đầu tiên thì cho phép Tuấn Khanh, người dẫn chương trình, được thay mặt cho ban tổ chức cùng tất cả các anh chị em ekip chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, khách quý, cô chú anh chị trong ngôi nhà chung đam mê ca hát lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa tất cả quý vị, nhà thơ và nhà soạn nhạc cũng như nhà văn Trịnh Công Sơn cũng đã có câu nói rằng: ở đâu có con người thì ở đó có tiếng hát, trên trái đất và trên trần gian này. Tiếng hát nhắc nhở chúng ta một điều giản dị, rằng tôi hát là tôi còn hiện hữu. Thì ngày hôm nay, ở câu nói đó của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng theo về đây để hòa chung với niềm vui và sự trang trọng lịch sự ngày hôm nay của lễ sinh nhật 2 năm tuổi của câu lạc bộ giao lưu văn nghệ Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh, Hà Nội. Kính thưa quý vị, trân trọng và kính quý, theo dòng thời gian và sự phát triển của các nhóm ca hát trên mạng xã hội, như một trào lưu vô cùng bổ ích, thì nhận thấy cần phải có một nhóm và một câu lạc bộ để thỏa niềm đam mê, để quy tụ tất cả những giọng ca ở trên khắp mọi miền tổ quốc. Thì với lý do đó, thì ngày mùng 2 tháng 10 năm 2020, câu lạc bộ giao lưu văn nghệ Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh, Hà Nội đã được ra đời. Và trải qua hơn 2 năm hoạt động, thì mỗi một khung giờ vàng, các thành viên ở trong câu lạc bộ đã được xích lại gần nhau hơn qua lời ca, tiếng hát và qua những tràng pháo tay, và tất thảy những kỷ niệm đó đã in sâu vào trong tâm trí. Và kính thưa toàn thể quý vị, và để nghe sau đây cho chương trình lễ kỷ niệm của câu lạc bộ giao lưu văn nghệ Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh, Hà Nội được diễn ra, thì chúng tôi xin được trân trọng và giới thiệu lên sân khấu, đó là chủ tịch câu lạc bộ Lê Liệu lên khai mạc chương trình. Của dân tộc, ngày cách mạng tháng 8 thành công, ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 và ngày chào mừng giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Hôm nay, câu lạc bộ giao lưu văn nghệ Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, Hà Nội long trọng tổ chức kỷ niệm sinh nhật câu lạc bộ lần thứ 2 năm 2022 với mục đích giao lưu, học hỏi, kết nối yêu thương, thắm tình đoàn kết, mang lời ca tiếng hát tỏa khắp muôn nơi. Vâng, với tiêu chí kết nối những trái tim yêu thương trên mọi miền tổ quốc về ngôi nhà chung, được yêu thương, gắn bó, đoàn kết, cùng chung sở thích và thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật của mình. Chính vì vậy, ngay từ ngày đầu tiên mới thành lập, câu lạc bộ giao lưu văn nghệ Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, Hà Nội đã thu hút được đông đảo các thành viên tham gia vào câu lạc bộ, và cũng là cầu nối giữa các thành viên từ chưa quen biết trở nên thân thiết, coi nhau như anh em ruột thịt trong một gia đình. Hiện nay, câu lạc bộ có 4.800 thành viên tham gia. Đó là kết quả rất đáng tự hào và đáng trân trọng. Vâng, trải qua quá trình hình thành và phát triển toàn diện, phát triển về chất lượng hoạt động cũng như cơ cấu tổ chức, có được kết quả như ngày hôm nay, em Lê Liệu xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình, năng động, sáng tạo của đội ngũ ban quản trị. Và đặc biệt hơn nữa, Lê Liệu xin chân thành cảm ơn sự gắn bó, đoàn kết, chung tay góp sức và đồng hành của các thành viên trên mọi miền tổ quốc. Mới, em Mê Liệu mong rằng câu lạc bộ cần phát huy hơn nữa, phát triển thêm nhiều thành viên tham gia vào câu lạc bộ, cùng nhau quyết tâm đoàn kết, chung tay gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên những chặng đường tiếp theo, và cũng là cầu nối đưa câu lạc bộ bước song hành cùng các câu lạc bộ bạn.
quốc. Xin cảm ơn các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương. Xin cảm ơn ban nhạc. Xin cảm ơn các viện diễn viên. Cảm ơn các tấm lòng vàng đã về dự giúp đỡ câu lạc bộ trong buổi lễ sinh nhật này. Kính chúc quý vị và các bạn có một buổi sinh nhật thật vui vẻ, thắm tình đoàn kết, cho câu lạc bộ luôn phát triển và mãi trường tồn. Xin trân trọng cảm ơn. Em Lê Liễu xin tuyên bố lễ khai mạc kỷ niệm câu lạc bộ lần thứ hai xin được bắt đầu. Xin cảm ơn ạ. Xin được trân trọng và cảm ơn tới lời phát biểu khai mạc của chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Liệu, và xin mời chủ nhiệm câu lạc bộ sẽ lắng lại sân khấu một chút. Và kính thưa quý vị, trân trọng và kính quý, những câu lạc bộ yêu ca hát trên khắp mọi miền của Tổ quốc, đó là những nhóm và những câu lạc bộ thỏa nỗi đam mê ca hát. Và ngày hôm nay tất cả quý vị cùng có mặt tại đây để chúng ta cùng tham dự vào lễ sinh nhật tròn 2 năm tuổi của câu lạc bộ giao lưu văn nghệ Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, Hà Nội. Thì kính thưa toàn thể quý vị, giây phút này đây thì chúng tôi muốn quý vị sẽ hướng ánh mắt thân thương của mình lên phía sân khấu để chúng ta cùng chứng kiến giây phút mà chủ nhiệm câu lạc bộ sẽ cùng nhau cắt chiếc bánh để mừng sinh nhật tròn 2 năm tuổi của câu lạc bộ, để chúc cho câu lạc bộ sẽ mãi và luôn phát triển và kết nối những niềm đam mê ca hát trên khắp cả nước. Thì ngay sau đây xin được trân trọng và kính mời tới trưởng ban quản trị sẽ di chuyển lên sân khấu. Xin được trân trọng và kính mời tới phó chủ nhiệm Lê Minh, phó chủ nhiệm Ngọc Lược, và xin được trân trọng và kính mời tới các ban quản trị viên của câu lạc bộ sẽ di chuyển lên trên sân khấu để cùng nhau cắt chiếc bánh sinh nhật để mừng cho câu lạc bộ của mình ngày hôm nay được tròn 2 năm tuổi. 2 năm chúng ta cùng đồng hành, và 2 năm đó thì chúng ta cũng đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn để vực dậy câu lạc bộ, để kết nối tất cả những niềm đam mê ca hát trên khắp cả nước lại với nhau. Và ngày hôm nay thì câu lạc bộ đã dần trưởng thành, và chắc chắn hơn nữa sau lễ sinh nhật này thì câu lạc bộ sẽ càng thêm phát triển. Và để kết nối tất cả những lời ca, tiếng hát của những người yêu ca nhạc để chúng ta cùng thỏa nỗi đam mê. Và xin quý vị những tràng pháo tay thật lớn để chúng tôi sẽ cùng nhau cắt chiếc bánh trong giây phút trọng đại của câu lạc bộ. Xin được trân trọng. Xin được mời tất cả các anh chị em quản trị viên trong câu lạc bộ ạ. Giây phút này sẽ vui lòng và di chuyển đến khu vực phía sân khấu ạ, để cùng cắt bánh sinh nhật ạ. Xin được mời tất cả các quản trị viên của câu lạc bộ giây phút này đây, trong ngôi nhà chung đam mê ca hát, chúng ta cùng quây quần và chúng ta sẽ cùng nhau sẻ chia. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thật sự trọng đại với câu lạc bộ. Các anh chị em quản trị viên khẩn trương lên ạ. Quý vị có thể vỗ tay cùng với điệu nhạc chúc mừng sinh nhật các đồng ạ. Sinh nhật 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. Together we'll be, and we'll all sing for your birthday. One, two, three.
Vị đó là món kép bánh rất là tuyệt vời ngày hôm nay của chủ nhiệm câu lạc bộ, phó chủ nhiệm câu lạc bộ cùng tất cả các quản trị viên ngày hôm nay của câu lạc bộ yêu ca hát giao lưu văn nghệ Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, Hà Nội. Và đó cũng chính là giây phút hân hoan nhất mà ngày hôm nay chúng tôi muốn quý vị đã cùng dõi theo với câu lạc bộ của chúng tôi. Và kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng và quý, 2 năm đó là một thời gian nếu như mà so về lịch sử thì vẫn chưa là gì cả, nhưng so với một câu lạc bộ thì kính thưa toàn thể quý vị, 2 năm dưới sự chung tay và góp sức của tất cả các thành viên trong câu lạc bộ thì câu lạc bộ đã dần trở lên lớn mạnh hơn, và chắc chắn và trong thời gian tới thì câu lạc bộ sẽ hứa sẽ phát triển hơn nữa để kết nối tất cả những niềm đam mê ca hát của mọi người ở trên khắp mọi miền tổ quốc để tạo nên một câu lạc bộ ngày càng lớn mạnh. Và xin được trân trọng cảm ơn và kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng và kính quý. Ngày hôm nay thì ngoài sự dõi theo của tất cả quý vị có ở trong chương trình thì quý vị đã tham dự cũng như có những bó hoa rất là tươi thắm để dành tặng và chúc mừng cho lễ sinh nhật ngày hôm nay của câu lạc bộ. Thì ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng và vui mừng chào đón tới những lãng hoa của tất cả các quý vị đại biểu khách quý các câu lạc bộ ngày hôm nay về đây tham dự. Thì xin được trân trọng và chào đón tới lãng hoa tươi thắm đầu tiên tới từ câu lạc bộ Quê Mình. Xin được trân trọng và kính mời với lãng hoa tươi thắm của câu lạc bộ Phú Thọ Dương Ba Quê Mình. Và chúng tôi xin được trân trọng và kính mời tới chủ nhiệm Lê Liệu, phó chủ nhiệm sẽ lên sân khấu để nhận chúc mừng tới từ các câu lạc bộ. Và tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng và vui mừng chào đón tới lãng hoa tươi thắm của câu lạc bộ dân ca chèo Hà Đông Quê Lụa. Xin được trân trọng và cảm ơn tới lãng hoa của câu lạc bộ dân ca chèo Hà Đông Quê Lụa. Và tiếp tục chúng tôi xin được trân trọng và đón mời tới lãng hoa tươi thắm của câu lạc bộ dân ca chèo Hưng Hà Thái Bình. Xin được trân trọng và cảm ơn tới lãng hoa tươi thắm của câu lạc bộ dân ca chèo Hưng Hà Thái Bình. Và tiếp theo thì chúng tôi xin được nồng nhiệt và chào đón tới lãng hoa tươi thắm của câu lạc bộ dân ca Ba Miền Long Biên Hà Nội. Xin được trân trọng và cảm ơn tới lãng hoa tươi thắm của câu lạc bộ dân ca Ba Miền Long Biên Hà Nội. Và tiếp theo thì chúng tôi xin được trân trọng và chào đón tới lãng hoa tươi thắm của câu lạc bộ tiếng hát Vương Canh Vĩnh Phúc.
xin được trân trọng và cảm ơn tới câu lạc bộ tiếng hát Hương Canh Vĩnh Phúc, Lãng Hoa rất tươi thắm, và cảm ơn tới đại diện của câu lạc bộ đã lên tặng hoa cho lễ sinh nhật ngày hôm nay của câu lạc bộ giao lưu văn nghệ Mê Linh Sóc Sơn Đông Anh Hà Nội. Và tiếp theo thì chúng tôi xin được trân trọng và chào đón tới Lãng Hoa tươi thắm tới từ câu lạc bộ Dân Ca và Chèo Thái Bình. Xin được trân trọng và kính mời tới Lãng Hoa tươi thắm của câu lạc bộ Dân Ca và Chèo Thái Bình cũng như đại diện của câu lạc bộ sẽ lên tặng hoa. Xin được chân trọng và cảm ơn tới Lãng Hoa tươi thắm của câu lạc bộ Dân Ca và Chèo Thái Bình. Xin được trân trọng và giới thiệu hân hoan chào đón tới Lãng Hoa tươi thắm của câu lạc bộ Thành Phố Mang Tên Bác. Xin được chân trọng và cảm ơn tới Lãng Hoa tươi thắm tới từ câu lạc bộ Thành Phố Mang Tên Bác. Và tiếp theo chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón và vui mừng giới thiệu tới Lãng Hoa tươi thắm của câu lạc bộ Dân Ca Sa Mạc. Xin được trân trọng và kính mời tới đại diện của câu lạc bộ Dân Ca Sa Mạc sẽ di chuyển lên sân khấu. Xin được trân trọng và cảm ơn tới Lãng Hoa tươi thắm của câu lạc bộ Dân Ca Sa Mạc. Và tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng và chào đón tới Lãng Hoa tươi thắm của câu lạc bộ đàn và hát Dân Ca huyện Mê Linh. Không cần biển. Xin được trân trọng và cảm ơn tới Lãng Hoa tươi thắm tới từ câu lạc bộ đàn và hát Dân Ca huyện Mê Linh. Và tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng chào đón và nồng nhiệt chào mừng tới Lãng Hoa tươi thắm tới từ hội câu lạc bộ Hội Yêu Dân Ca Truyền Thống Việt Nam. Xin được trân trọng và chào đón tới Lãng Hoa tươi thắm tới từ Công ty Thương mại và Phát triển Việt Long. Xin được trân trọng và giới thiệu tới Lãng Hoa tươi thắm tới từ câu lạc bộ Thôn Yên Bài Mê Linh Hải Hậu Yên Bài. Xin được trân trọng và cảm ơn và tiếp tục chúng tôi xin được trân trọng và chào đón tới Lãng Hoa tươi thắm của câu lạc bộ yêu nhạc Thành Phố Phúc Yên. Chúng tôi xin được trân trọng và chào đón tới Lãng Hoa tươi thắm của câu lạc bộ Thành Phố Mang Tên Bác. Và chúng tôi xin được trân trọng và kính mời tới đại diện của câu lạc bộ Thành Phố Mang Tên Bác sẽ di chuyển lên trên sân khấu. Các chương trình chúng tôi xin được trân trọng và chào đón tới Lãng Hoa tươi thắm của câu lạc bộ Nhịp Cầu Kết Nối Thăng Long Hà Nội.
được chân thành cảm ơn tới Lão Hoa Tây Tắm từ câu lạc bộ Kết Nối Thăng Long Hà Nội. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng và đồng nghiệp chào đón tới Lão Hoa Tây Tắm từ câu lạc bộ Bộ Văn Nghệ Xóm 4 Sa Mạc. Trân trọng và chào đón tới Lá Hoa Thứ Tám từ đội văn nghệ Xóm 2 Sa Mạc. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng và giới thiệu tới Lá Hoa Thứ Tám từ câu lạc bộ đội văn nghệ Xóm 3 Sa Mạc. Xin được chân trọng cảm ơn và chúng tôi xin được đồng nghiệp vui mừng chào đón và giới thiệu tới Lá Hoa Tô Thắm từ câu lạc bộ Cây Nhà Lá Vườn cùng nhau ca hát. Xin được chân trọng và cảm ơn tới Lá Hoa Tô Thắm từ câu lạc bộ Cây Nhà Lá Vườn cùng nhau ca hát. Và xin được trân trọng giới thiệu đồng nghiệp chào đón tới Lá Hoa Tây Tắm từ câu lạc bộ Văn Nghệ Tổ 7 Quang Minh. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng và giới thiệu Lá Hoa Tây Tắm tới từ câu lạc bộ Hương Sơn thôn Bạch Chữ xã Chư Phan. Xin được trân trọng và cảm ơn tới câu lạc bộ Hương Sơn thôn Bạch Chữ xã Chư Phan. Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng và đồng nghiệp giới thiệu đón chào tới Lá Hoa Tây Tắm tới từ câu lạc bộ Yên Bài Tự Lập. Các chương trình xin được trân trọng và đón mời giới thiệu Lá Hoa Thứ Tám tới từ câu lạc bộ Hà Hậu. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng và giới thiệu tới Lá Hoa Thứ Tám tới từ Chi hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Mê Linh. Các chương trình xin được trân trọng, nồng nhiệt vui mừng và chào đón tới Lá Hoa Tây Tắm từ câu lạc bộ Tam Dương Vinh Phúc. Các chương trình xin được trân trọng và giới thiệu tới Lá Hoa Tây Tắm từ câu lạc bộ Nam Mô Nghệ Thuật Hát Chèo Vĩnh Tường Vinh Phúc. Chương trình xin được trân trọng và giới thiệu Lá Hoa Tươi Thắm tới từ câu lạc bộ Đam Mê Nghệ Thuật Hát Chèo và Dân Ca Vĩnh Tường. Xin được trân trọng và vui mừng chào đón giới thiệu tới Lá Hoa Thứ Tám từ câu lạc bộ Thành Phố Phúc Yên. Xin được trân trọng và giới thiệu vui mừng chào đón và đồng nghiệp tới Lá Hoa Thứ Tám từ ban chấp hành người cao tuổi thôn Sa Mạc.
tiếp theo chương trình xin được trân trọng và giới thiệu với Long Hoa Tươi Tắm tới từ chương trình Thu Hà sẽ dành tặng cho chương trình hôm nay, xin được trân trọng. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng và nồng nhiệt chào đón tới Lăng Hoa Tươi Tắm tới từ hội trưởng hội phụ nữ bí thư trưởng thôn và phó trưởng thôn của xã của thôn Sa Mạc, xin được trân trọng nồng nhiệt chào đón. Còn phải quý vị xin chào bằng tiếng như vậy là những Lăng Hoa Tươi Tắm nhất mà ngày hôm nay tất cả các quý vị đại biểu khách quý và các câu lạc bộ ngày hôm nay đã dành tặng tới cho chương trình. Và chúng tôi biết còn rất nhiều những Lăng Hoa Tươi Tắm nữa mà quý vị dành tặng cho lễ sinh nhật ngày hôm nay của câu lạc bộ giao lưu văn nghệ Mê Linh Sóc Sơn Đông Anh Hà Nội. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được trân trọng và cảm ơn những Lăng Hoa Tươi Tắm của toàn thể quý vị. Thật sự ý nghĩa khi quý vị đã dành những bó hoa đó tới cho lễ sinh nhật ngày hôm nay để chúc cho câu lạc bộ của chúng tôi ngày càng gắn kết tình thân, phát triển và thỏa niềm đam mê ca hát. Xin được trân trọng và kính thưa toàn thể quý vị thân mến. Có lẽ rằng giây phút này đây, sau những giây phút mà quý vị đã cùng nhau chứng kiến các thành viên trong câu lạc bộ đã cùng nhau cất chiếc bánh sinh nhật, đã nhận những bó hoa tươi thắm nhất tới từ câu lạc bộ. Và tiếp theo thì có lẽ tăng giây phút này đây, chúng tôi vẫn xin được trân trọng và đồng nghiệp chào đón tới Lăng Hoa rất là tươi thắm tới từ xóm 4 thôn Sa Mạc. Và xin kính mời chào tay thật lớn nữa để đồng nghiệp chào đón ạ. Và tiếp theo thì chúng tôi xin được trân trọng và giới thiệu tới Lăng Hoa Tươi Tắm của Nguyễn Đức Chính, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Mê Linh. Xin được trân trọng và kính mời. Một lần nữa xin được chân trọng và cảm ơn tới Lăng Hoa Tươi Thắm của Nguyễn Đức Chính, đại diện cho chủ tịch của câu lạc bộ thơ Mê Linh. Xin được chân trọng cảm ơn và chúc mừng sức khỏe. Và một lần nữa xin được chân trọng và cảm ơn tất cả những lãng hoa của quý vị đã dành tặng cho câu lạc bộ ngày hôm nay, và chúc quý vị sẽ mãi mãi có sức khỏe. Và thưa quý vị thân mến, có lẽ rằng giây phút này đây thì chúng tôi xin được trân trọng và kính mời quý vị một lần nữa chúng ta sẽ cùng nhau thỏa niềm đam mê ca hát của mình ở trên sân khấu. Đó là những giây phút mà tất cả quý vị trở thành những người ca sĩ.